chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và lệch đông nên trong đêm nay và ngày mai tại phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thì mưa chỉ xảy ra tại một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên vào đêm và sáng. Tuy nhiên lượng không nhiều và trong thời gian ngắn. Từ khoảng đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 thì không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ có thể sẽ tăng mưa trở lại. Về nhiệt độ, trong 3 ngày tới, mức nhiệt thấp nhất có xu hướng tăng nhẹ và phổ biến ở ngưỡng là 21 đến 23 độ. Vào ban ngày thì trời giảm mây và hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ngày có thể tăng lên ngưỡng 25 cho đến 28 độ trong ngày 11 và tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ trong 2 ngày tiếp theo. Đối với các tỉnh miền Trung, trong những ngày tới tại khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm mưa, chỉ còn xuất hiện cục bộ vào đêm và sáng. Trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức là 29 đến 32 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 13 thì có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng 35 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì thời tiết phổ biến ít mưa. Ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ phổ biến ở mức là 31 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày mai hầu như ít biến đổi. Trời phổ biến có nắng vào ban ngày với nhiệt độ trưa chiều ở mức là 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và 32 cho tới 35 độ tại Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có thể trên mức này. Sau đó từ khoảng ngày 12 đến 13 tháng 4, do ảnh hưởng của nhiễu động mực 1.500 m nên khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác. Nền nhiệt vào ban ngày vì vậy cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Đêm nay và sáng mai, khu vực phía Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Sau đó, gió có xu hướng giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông phổ biến có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Trong ngày mai có mưa vài nơi. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 11, ngày 12 thì cũng xuất hiện mưa rải rác, làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.